Xin chào quý vị và các bạn. Minh Cương đang có mặt ở tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội trong dịp giáp Tết. Hôm nay đã là ngày 26 tháng Chạp rồi. Còn hết 4 ngày nữa là chúng ta lại chuẩn bị bước sang năm Quý Mão, năm 2023. Và đặc biệt hôm nay là thời tiết rất là lạnh. Nhiệt độ báo ngoài trời lúc này khoảng 13 độ, 13, 14 độ. Cho dù mặc dù bây giờ cũng là buổi trưa. Minh Cương mời quý vị các bạn trải nghiệm một chút hình ảnh khu vực Vân Đình lúc giáp Tết này nhé. Đây là những cây quất. Mọi người thường mua quất, mua đào. Hình ảnh các cây quất có quả chiếu mọng đỏ thắm và để chuẩn bị đón một mùa xuân sang. Nhưng theo Minh Cương thì năm nay mọi thứ có vẻ hơi trầm, bởi vì đó là điều tất nhiên rồi, bởi chúng ta vừa trải qua một đại dịch Covid, nên người dân cũng bắt đầu khôi phục lại, nên lúc này cũng không thể tránh khỏi người dân nói chung là hơi khó khăn. Tuy nhiên là ngày Tết thì vẫn có cái hương vị của Tết. Đây là mọi người hơi ấm của nhiệt, ngày nhiệt độ cũng khá là thấp. Hôm nay quất cái đào có vẻ trầm lắng anh nhỉ? Hay là chưa mùa? Hơi trầm. Đúng rồi. Hơi trầm. Mong sao là các bác ở đây bán cho hết. Đây những quả bưởi đẹp để mọi nhà thường mua để thắp hương gia tiên. Quất năm nay đẹp. Đẹp nhưng năm nay thì thiếu nước. Có vẻ qua quả quất cũng không được rồi. Mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa điệu nhà xuân đến như bức tranh tô đẹp. Đây là nơi bắt đầu vào thị trấn Vân Đình. Còn 1 km nữa là chính thức vào thị trấn Vân Đình. Nhắm trên vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc. Trong các ngày Tết của Bắc Bộ này thì không thiếu khỏi các hương vị của đào và quất. Ai xuôi ngược để trên khắp đón xuân sang. Nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương, lòng dạt dào hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thân thao, ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thấm sình, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đêm vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi.
với em ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về. Tiếng chúc giao thừa chào đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi. Cánh nhân bay về cho tình mình náo nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi. Những đôi mây vàng chào mừng xuân sang. Nghe âm vang bỗng trong yên lành. Đất nước có hoa yên ấm an vui. Bao em thơ khoe mắt tươi cười. Chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về. Kính chúc mọi người về bao điều mong ước. Trong mừng xuân ta vẫy chào. Kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Xuân xuân ơi xuân đã về. Kính chúc mọi người về bao điều mong ước. Trong mừng xuân ta vẫy chào. Kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Xuân đã về, có người mình nào vui ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa chào đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi. Chào quý vị các bạn, Minh Cương đang có mặt ở gần ngã tư thị trấn Vân Đình. Rẽ phải thì đó là đường xuống Hà Lam, rẽ trái là đường lên Hà Nội. Còn đi thẳng là trụ sở huyện. Còn lối của Minh Cương đang đứng là lối vào trung tâm thương mại. Mọi hình ảnh nghiêng về ngày Tết Nguyên Đán. Phía dưới kia đó là nơi vào trụ sở của huyện Ứng Hòa. Thời tiết thì hôm nay là khá lạnh. Cho dù bây giờ là đầu giờ chiều, thời tiết khoảng 13 đến 14 độ. Minh Cương mời quý vị và bạn xuống trung tâm khu vực thương mại nhé. Nơi đó có chợ hoa rất là đẹp. Cửa hàng hoa rất là đẹp. Cục thuế thành phố Hà Nội, cục thuế huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức. Đến khu vực này chúng ta sẽ thấy các mặt hàng, trong đó có các khu vực ẩm thực, quất. Các gói quà Tết. Yo, ôi bé ngoan quá. Ở phía xa kia là bến xe Vân Đình. Bến xe Vân Đình là nơi đó trưng bày các cây cảnh phục vụ dịp Tết Nguyên Đán. Trong khu vực trung tâm thương mại này cũng có rất là nhiều quán cà phê đẹp. Mặt đường cũng có, mà đi sâu vào bên trong cũng có, để cho chúng ta thỏa sức có thể ngồi uống cà phê, các câu chuyện. Những quả Phật thủ rồi cũng như là các quả trưng bày ngày Tết cũng được bày bán. Nó rong giềng để gọi bánh trưng. Đây là những cánh mai à? Hoa mai, hoa gì? Minh Cương chưa chơi hoa mai bao giờ. Nếu đúng là mai thì là tượng trưng cho Tết của khu vực Nam Bộ. Cũng có mặt tại khu chợ Vân Đình này. Rất là đẹp. Rồi, Minh Cương vừa hỏi về bán thì đây là những cây mai. Nhất chi mai à? Tuyệt vời quá. Đấy.
Tết này mong cho người buôn bán đều được thuận lợi, kiếm được chút ngân xuyến. Đây, bác bán mai mời chén nước. Đây, cảm ơn bác, tuyệt vời quá. Chợ quất người ta có thể bày ở đường, tuy nhiên con đường này cũng không phải là con đường chính nên cũng không đến mức mà cản trở giao thông. Đây là đường nhánh bên trong, cũng ít người qua lại. Các quả quất chiếu mọng, tha hồ chúng ta lựa chọn cây quất. Đây là ngoài chợ, chứ Minh Cương chưa vào trong chợ bên trong. Chúng ta dạo qua các hàng quất một chút, và quất chín mọng, tuyệt vời quá. Quất tại Vân Đình thị trấn. Đấy, rất là nhiều cây quất, trong đó các cái cây quất cảnh mini để chúng ta lựa chọn cho phù hợp với ngôi nhà cũng như là điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Đấy, những cây quất được người mua trở về đẹp quá. Nhìn những cây quất thấy rằng là một cái Tết sắp đến, một cái Tết vui vẻ và đến với tất cả các miền quê. Tuy nhiên là tùy theo vùng miền để có những loại cây thích hợp. Lúc này cũng là vào khoảng 2 giờ chiều rồi. Thông thường mua sắm cành đào, quất cảnh cũng phải tầm chiều chiều. Bạt ngàn quất rồi cũng như là đào cho chúng ta lựa chọn. Minh Cương đang có mặt ở tại thị trấn Vân Đình, nhìn các cây đào thật là tuyệt vời, giống như mình đang lạc vào trong một rừng hoa vậy. Đây đó là thị trấn bến xe thị trấn Vân Đình. Những ngày Tết thì là dành để cho bán các cây hoa, cây cảnh để phục vụ Tết Nguyên Đán. Minh Cương đang có mặt ở khu vực tạm gọi là rừng đào trên bê tông. Cây đào này cũng sớm đến với từng nhà một để mang sắc xuân tới mọi nhà. Thông thường ngoài Bắc Bộ có chơi đào, chơi quất là chính. Còn cây mai thì vẫn có nhưng mà ít nhà dùng bởi lý do là cây mai có mặt thông thường là có mặt ở trong miền Nam cơ. Khi mà trở về đây thì cái giá thành nó cũng tương đối là đắt so với những người thông thường. Minh Cương tiếp tục mời quý vị và các bạn trải nghiệm một chút nơi này nhé. Thật là vui, thật là hạnh phúc khi chúng ta nhìn thấy những bông hoa lở, nhìn thấy người mua đào, nhìn thấy người mua quất trở về và chúng ta thấy rằng là cuộc sống cũng được nâng lên và đặc biệt hơn là chúng ta không còn đeo một cái khẩu trang như mấy năm ngoái bởi dịch bệnh Covid đã trôi qua rồi, chỉ còn niềm vui, sức khỏe đến tất cả với mọi người, không còn phải khoảng cách, không còn phải khẩu trang nữa. Và cũng mong sao năm 2023, năm Quý Mão, chúng ta có thật là nhiều sức khỏe rồi cũng như là
nhà nhà thì được thịnh vượng, nhà nhà thì được giàu có. Để chúng ta phát triển, mỗi gia đình phát triển cũng đồng nghĩa với việc là đất nước phát triển. Chúng ta mong sao là cái đất nước Việt Nam mình cũng luôn hưng thịnh, thịnh vượng. Các cây đào này thì là có những cây to, cây nhỏ khác nhau để dành cho những gia đình thích hợp. Thích hợp với kinh tế cũng như là thích hợp với khuôn nhà một. Những cành đào đẹp, cành đào, cây đào đẹp quá. Đến đây chúng ta mua không chở được về, chúng ta có thể thuê. Vâng, cảm ơn. Rất cảm ơn em Tư Vân. Thưa quý vị, đây là hai cây đào tụ với nhau tựa như cánh chim, rất là tuyệt vời. Đấy. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương. Quán này anh quán Minh Tân à? Vâng, quán Minh Tân ở trên thị trấn Vân Đình. Nguyễn. Vâng, anh Tuân. Vào bến xe cái này bên tay trái luôn. Rất là tuyệt vời. Đấy, khi chúng ta vào đây là chúng ta như lạc vào một rừng đào. Rất là tuyệt vời. Wow. Phải nói là rất là nhiều cây đào. Hàng trăm, thậm chí nhiều hơn. Đấy, quý vị ơi, Minh Cương đến đây cảm tưởng đúng là lạc vào một rừng đào. Rừng đào của mùa xuân. Mùa xuân của để đón năm Quý Mão thành công, rực rỡ cũng như là thịnh vượng với đất nước, với từng gia đình một. Đấy, một rừng đào ở trong đó có các cây đào to, đào nhỏ đều có, và có một cặp đào tạo thành như một cánh chim. Ông chủ vườn đào vừa giới thiệu hai cây đào này vắt sang nhau tựa đúng như một cánh chim, rất là tuyệt vời. Đấy, vậy chúng ta đi ra thôi. Thật là tuyệt vời, thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bởi chúng ta trải qua một cơn đại dịch bệnh Covid. Nhưng Covid bây giờ chỉ còn là muỗi thôi, vì chúng ta không còn đeo băng khẩu nữa, bắt buộc nữa. Chúng ta có thể tự do đi lại, tự do vui chơi, tự do mua sắm. Rất là tuyệt vời. Còn đây là địa chỉ cái anh chủ vừa đưa Cap Visit. Đấy, quý vị và các bạn mua đào thì tới, có thể tới lên này nhá. Đấy, rất là nhiều đào. Xin chào.
Đây rồi, đi là làm mấy ạ? Minh Cương đang đứng ở chỗ một cây quất rất là đẹp, cây quất rất là to, đấy. Đẹp quá, rất là tuyệt vời. Tuyệt vời quá quý vị ơi, rất là nhiều quất đào. Đẹp quá, cái quất này quá đẹp. Chợ quất Vân Đình. Vậy chúng ta ra ngoài này để nhìn những cây mai. Mai thì hiện diện ít hơn. Vì cây mai, đặc biệt dòng cây này có trong Nam nên được trở ra ngoài này thì không phải là nhiều, nên cửa hàng mai rất là ít và được bày ở bên ngoài. Quả là dưa này có dưa thật hay dưa giả đấy? Dưa thật à? Ơi hay nhỉ, sơn này đẹp hay quá, rất tuyệt vời. Lên bản sắc dân tộc. Thank you.
quán cà phê quen thuộc Minh Cương hay uống cà phê nơi này. Thì nơi này có cái không gian rất là tuyệt đẹp. Đấy. Kể cả buổi tối ra ngoài này ngồi cũng khá là hay. Rất là tuyệt vời. Minh Cương vừa quay một chút hình ảnh chợ hoa cây cảnh tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào. Chúc mùa xuân tươi đẹp đến với tất cả mọi người, đến với Bách Giang. Xin kính chào và hẹn gặp lại.